Sáng ngày 29 tháng 6 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ chiến sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và đội công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực ABA. Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chủ tịch nước khẳng định dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hòa hiếu và yêu chuộng hòa bình. Việt Nam sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cam kết chính trị của Việt Nam là sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn và duy trì môi trường hòa bình ổn định vì hợp tác và phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau gần 10 năm kể từ khi Bộ Chính trị thông qua đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nước ta cơ bản hoàn thiện các cơ chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc cử lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng, nhà nước luôn tin tưởng, tự hào về những kết quả đã đạt được của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, tin tưởng các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn phái bộ thay thế sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình đi trước, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Sau khi bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tháng 3 năm 2022 thì chúng tôi đã tập trung 8 các đơn vị trong toàn quân để hình thành bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5. Và từ đó đến nay thì chúng tôi đã tập trung làm công tác chuẩn bị. Cụ thể là chúng tôi tập trung vào cái công tác huấn luyện. Huấn luyện ở đây thì huấn luyện về chuyên môn y tế, huấn luyện về các cái nội dung về quân sự, hậu cần kỹ thuật và các cái kỹ năng sinh tồn. Đặc biệt là cái huấn luyện về cái công tác bảo đảm an ninh an toàn khi triển khai tại các bộ. Cán bộ chiến sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 sẽ được máy bay vận tải quân sự C-17 của Bộ Quốc phòng Australia đưa đến Cộng hòa Nam Sudan và khu vực ABA. Đây là lần thứ 5 Việt Nam cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bệnh viện quân y 175 vinh dự và tự hào là đơn vị được giao nhiệm vụ cử cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ làm đại diện cho Việt Nam nhiệm vụ quốc tế. Sự chuẩn bị là hành trang để cho bọn em có thể tiếp bước lên đường thực hiện nhiệm vụ. Thì ngoài cái nhiệm vụ mà học tập, huấn luyện các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, y tế và cũng như là về ngoại ngữ, thì đối với bản thân em cũng có tham gia, cũng học tập các anh, kinh nghiệm với các anh chị đi trước. Đồng thời cũng tìm hiểu trên mạng internet để xem tình hình đất nước ở bên kia như nào, cũng như là điều kiện làm việc, hoàn cảnh thời tiết, người dân thì mình phải tìm hiểu kỹ về môi trường làm việc bên kia nữa. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, nhà nước luôn tin tưởng, tự hào về những kết quả đã đạt được của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam thời gian qua. Đồng thời tin tưởng các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn phái bộ thay thế sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình đi trước, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.